thế giới bắt đầu để ý tới những hiện tượng quỷ nhập khi tờ báo National Catholic Reporter số ra ngày mùng 1 tháng 9 năm 2000 nhé, mới đây không có lâu đâu. Cho nên tôi nói hệ quỷ nhập hay hiện tượng phi thường là mình thấy ngay, còn quỷ ám sao mình thấy? Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca là chùa vinh danh chùa. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi người bị nhập, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói với nhau rằng ông ta nhờ tướng quỷ Benjibut mà trừ quỷ. Mấy người khác muốn thử người nên xin người làm một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: Nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu sa tăng cũng tự chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các người bảo ta nhờ bút mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ bên dây bút mà trừ quỷ, thì con cái của các người nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái của các người sẽ xét xử các người. Nhưng nếu tôi nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ách là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi. Khi có một người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ, canh giữ nhà của mình, thì của cải của người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn Thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng Và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạn Ai không thuận với tôi là nghịch cùng tôi Và ai không thu góp với tôi là phân tán đó là lời chúa lời chúa lời khen chúa mấy năm rồi xôn xao cái vụ nhóm trừ quỷ bạo lộc chuyện trừ quỷ có lâu đời lắm rồi không phải mới đây đâu nhớ hôm nay trong bài tin mừng Chúa cũng đã trừ quỷ rồi cho nên tôi lật lại xem việc trừ quỷ giáo hội dạy như thế nào thật là khó để mà định nghĩa thế nào là việc trừ quỷ ai là người đi trừ quỷ ai được cấp cái quyền đi trừ quỷ và ai trừ được ai không trừ được thứ nhất sự thật quỷ là một điều có thật đừng bao giờ nghĩ quỷ xấu xí một sừng một nanh rồi ở chuồng có đuôi có cánh con dơi đừng bao giờ ấu trĩ nghĩ vậy đẹp lắm quyền năng lắm tinh vi lắm và mưu mô, mô xảo quyệt lắm mình không qua được đâu nếu không có ơn chúa giúp đừng có nghĩ là quỷ xấu xí nhưng quỷ là điều có thật giáo hội dạy và thứ nhì quỷ nhập cũng là điều có thật giáo hội xác tín điều đó chữ sát tín có nghĩa là tin một cách chính xác giáo hội đã có thành lập một cái ngành gọi là mục vụ đặc biệt cho những trường hợp để trừ quỷ các giám mục ở trong các giáo phận phải chỉ định cách riêng một linh mục nào đó được tuyển lựa để khi có chuyện quỷ nhập xảy ra thì có người đi giúp người bị nhập được trừ không có gì, gì rõ bằng trong kinh thánh phúc âm như hôm nay chúng ta vừa mới nghe xác nhận quỷ nhập vào người ta kinh thánh cũng nói đến việc trừ quỷ chúa giêsu trừ các môn đệ cũng trừ rồi các môn đệ của biệt phái cũng trừ nha cho nên trong cái câu mà chúa nói con cái các ông lấy gì mà trừ nghĩa là gieo chia rẽ trong nước của sa tăng thì rồi con cái các ông nhân danh ai mà trừ Con cái đây không phải là con ruột Con đẻ của mấy người biệt phái Mà là những đồ đệ Kinh Thánh cũng nói Có những lần các môn đệ Chúa trừ không được cái hiện tượng quỷ nhập rất phức tạp, có thể lẫn lộn với bệnh tâm thần. Nó đúng như vậy, ta không có một cái lằn ranh nào tuy nhiên bệnh tâm thần không bao giờ làm được những điều phi thường tôi dùng chữ phi có nghĩa là vượt quá thường là cái bình thường tôi nói làm sao phân biệt giữa nhập quỷ nhập và bệnh tâm thần đúng là một việc rất phức tạp rất phức tạp khó nhận ra lắm cho nên phải rất cẩn thận khi đề cập đến khi tìm hiểu Bây giờ để ý xem Thế giới bắt đầu để ý tới những hiện tượng quỷ nhập Khi tờ báo National Catholic Reporter Số ra ngày mùng 1 tháng 9 năm 2000 nhé Mới đây không có lâu đâu Tờ này dành nguyên một số báo Để đề cập đến hiện tượng quỷ nhập Tiếng Anh là Possessed theo điều tra của cái tờ báo này, trong vòng 200 năm vừa qua, giáo hội công giáo La Mã khá im lặng về vấn đề này. Rồi bỗng dưng đầu thế kỷ 20, hiện tượng quỷ nhập xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới. Theo thống kê của cha Gabriel Amoth, người được bổ nhiệm trừ quỷ của giáo phận Roma, cũng là một trong những người sáng lập ra cái hội gọi là hội trừ quỷ quốc tế. Vào trong tuần tháng 7 năm 1993, cha tổ chức đại hội của những linh mục hay bất kỳ ai trừ quỷ về Roma họp năm 1993 chỉ có 6 người ngồi họp. Và vào năm 2000, con số tăng lên hơn 200. Và theo tờ báo mà tôi vừa nói ở tại Roma năm 1986 chỉ có 20 linh mục được chỉ định là mục vụ trừ quỷ. Nhưng hiện nay toàn nước Ý con số đó lên hơn 300. Theo kinh nghiệm mục vụ, cha Gabriel viết một cuốn sách mang tên là Câu chuyện kể của kẻ trừ quỷ. Ngài cho biết quỷ có thể làm cho người mà nó nhập mửa ra những cái đụm tóc tóc người đấy đem đốt thì thấy nghe cái mùi tóc rõ ràng quỷ cũng có thể làm cho con người chui tọt qua mấy cái kẻ rất hẹp mà nằm yên như vậy mà cứ chui qua quỷ có thể làm cho người cầm nguyên cái nồi bằng đất lên ăn và nuốt vào bụng cái đó bệnh tâm thần làm được cho nên bắt đầu thế giới chú ý và giáo hội cũng vậy. Riêng tại Roma có một đài phát thanh, một đài truyền hình chuyên quay những cảnh trừ quỷ. Chính Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng đã trừ quỷ cho một phụ nữ người Ý tên là Francesca Fabrizi và bà được chữa lành. Ngài gọi cái tên của cái người cái anh quỷ mà ngài trừ đó là kẻ sát nhân ngài gọi bằng cái tên đó đức giáo hoàng đương kim tức là john phaolô đệ nhị trừ quỷ ba lần trong triều đại của ngài chúng ta thấy đó là câu chuyện có thật còn ai thổi phòng rồi nói này nói kia thì mình đừng tin đặc biệt nếu mà nói rằng vì chúa giêsu làm không sể cho nên chúa cha phải đích thân làm có nghĩa là gạt chúa giêsu ra điều đó là sai với đức tin. Cho nên hôm nay tôi muốn nói quỷ nhập với là quỷ ám à, hai cái khác nhau. Quỷ nhập mình gọi động từ to possessed, quỷ nó chiếm vào mình. Còn bên kia là haunted bị nó ám rồi. Quỷ nhập thì thấy rõ lắm. Quỷ ám không ai thấy hết. Bài đọc một có nói có nhắc tới xa xa hay lắm không chịu nghe lời chúa cứng đầu cứng cổ sống tệ hại hơn tổ tiên của họ gian tham vân vân không chấp nhận kỷ luật không trung tín vân vân nhiều lắm cái đó là hình thức bị ám cho nên quỷ nhập mình biết ngay là có quỷ nhập vì nó làm được những việc phi thường, nó nói, nó nói những gì mình đang làm mà bệnh tâm thần không nói được. Sẵn đây tôi kể luôn chuyện, không phải là quỷ nữa mà cái hiện tượng gì, cha tiến lộc với tôi, cha tiến lộc qua đời rồi, đó. mới đi tù về thì cha bảo đi theo qua sống chiếu, hỏi làm gì, có người nhờ sang đó trừ quỷ. Tôi nổi hết cả da gà rồi. Trong dòng La Sang đâu có ai đi trừ quỷ. Ngài là Linh Mục thì đi trừ, thế là tôi đi theo. Vào căn nhà rất nghèo ở xóm Chiếu, quý vị biết rồi. Nó gần một cái kinh cũng hôi hôi nữa. Nhưng mà có một em bé nó nằm trên giường. Đó. Em bé trai. Mà nó mở miệng ra là nó nói giọng một người đàn ông rất già Mà hãy nó nói Thì bà nội nó ở ngoài sân ngồi khóc Là vì cái tiếng của ông chồng bà Là ông nội của nó Cha tiếng Lộc vào Nhân danh Chúa hỏi Linh hồn muốn cái gì Linh hồn chứ không nói quỷ Thì nó để, để chứng tỏ cho Để chứng tỏ cho Linh Mục tôi biết Tôi biết đời tư của Linh Mục Nó nói tên ông nội cha Tiến Lộc Trúng văn phách à Nó nói tên bà nội Ông ngoại, bà ngoại Mấy anh em của cha nó nói trúng tên đó, đó. Mà là một đứa bé Mắt nó vẫn nhắm Như nó đang say rượu vậy Tôi ở ngoài Tôi thở chạy ra xa xa Chứ không thôi nó nói chuyện riêng của tôi nữa Thì chết bà ra Tôi không cho nó trông thấy tôi <laughs> Rồi cha tiến lộc hỏi con muốn cái gì trong cái tiếng của con không phải đâu, tôi là ông nội của đứa nhỏ bây giờ xưng ra chuyện còn dài ai muốn nghe tiếp trả tiền tôi mới kể. Chúng tôi rồi lại sợ ma rồi đi nói tùm lum mà chuyện có thật ông bây giờ lễ không có phải đi quảng cáo chuyện nữa. cho nên tôi nói hệ quỷ nhập hay hiện tượng phi thường là mình thấy ngay còn quỷ ám sao mình thấy ví dụ lòng họ gian ác ai thấy trong tâm tư ngoại tình ai biết thù oán ai biết thù dai ai biết trời ơi gian dối lường gạt ai biết vẫn đi nhà thờ chịu lễ vẫn lãnh các bí tích mà tâm hồn không bao giờ bình an ai biết họ biết cho nên quỷ ám đáng sợ hơn quỷ nhập ai sống trong tội là sống trong tình trạng quỷ ám ám nó giống như cái hơi nó thổi qua thôi họ không làm những chuyện phi thường không làm cái gì kinh thiên động địa cho nên không ai biết nhiều khi họ không không biết chính mình là bị quỷ ám thế mới đáng sợ Cho nên cái lời nhận xét đó là cái lời của một người giáo lý viên rất là bình dân mà nhận xét với linh mục tầm thường về cái cô Hồng ở Bến Tre bị quỷ nhập trong 17 năm. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong buổi thánh lễ ngày thường, mình lâu lâu giáo hội mời gọi lại để đừng quên có một cái thế giới khác nó hiện hữu mà giáo lý dạy cho chúng ta biết cái thế giới của ma quỷ là có thật đừng quên sợ hay không thì tùy người nhưng mà rõ ràng nếu có ơn chúa ở với mình thì không sợ mặc dầu vẫn sợ nhưng không mất niềm tin cảm ơn chúa cho chúng con ngày hôm nay cũng có cơ hội Chúng con nhận bi tích giao hòa không phải để được sạch tội Nhưng mà để làm hòa với Chúa và với nhau Cái đó mới là cách trở về đúng nghĩa của nó Chứ không phải trở về vì ích kỷ Xin Chúa cho chúng con chuẩn bị lòng trí Để nhận ra rằng chúng con có thể có quỷ ám Để nói thẳng với Chúa Con đang bị thứ này ám nè Con đang bị con quỷ kia nó ám nè À. và qua bi tích hòa giải xin Chúa xua nó đi giùm con để con sống những ngày còn sống bình an, hạnh phúc tin yêu tin yêu Chúa và thương yêu người khác đó là cái cuộc đời rất đẹp không cần biết bao nhiêu tuổi không cần biết làm nghề gì học thức ra sao nhưng mỗi giây phút giống như Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói Mỗi giây phút là đang sống thiên đường. Mà muốn có thiên đường hãy tìm cách xua trừ quỷ đi, đừng để quỷ trong tâm hồn. Có nhiều người muốn biết những chuyện huyền bí, tôi trong tù cũng học được một chuyện là vì tôi chơi thân với một bác lớn hơn tôi nhiều, người Hoa mà ông ấy giỏi về mấy cái trò đó lắm. Ông ấy nói tôi đi theo ông, đi trang trí đám cưới đó. Rồi ông có cái gì ông biết nữa mà. Thế mà ông làm ở cái phòng đó thì tối, cái phòng đó hai cánh cửa sổ đóng lại là nó cứ kêu cạch 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 cạch. Thì cái người chủ đó, tới thì không thấy ai bên ngoài. Nó cứ kêu mà không có gió, mở ra thì hết kêu. Đóng lại nó là kêu cạch 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 cạch, cạch vậy đó rồi là cái là ông ấy đi đó ông ấy nghe nói nhà cán bộ có ma có quỷ ám ấy, kêu tôi trừ cho để tôi cúng cúng nửa con gà luộc ấy cúng xong rồi thì ông ấy sơi hết ráo luôn đó mà rồi là cái cửa nó hết kêu tôi dụ mãi ông ấy mới chỉ hai cái món cam thảo ai cũng biết mua ở đâu cũng có cam thoại mua không ai bán chỉ trừ người nhà của cái tiệm thuốc bắc đó họ mới bán là vì nó độc hơn mã tiền ngắt một chút bỏ vào trà uống là chết hai thứ đó Hãy để, để gần cái nó hít vô hai cái chất thôi nha nó có điện và nếu nó không hít được thì nó tạo xung lực nó làm cho di động kêu cạch cạch mà bây giờ làm sao gắn cái đó thì nhai cơm trộn với cam thảo bên cục kia cơm trộn với cam thoại rồi gắn ở dưới hai cánh cửa đó vuốt cho nó dính với đó đóng cái nó nằm gần nó nằm gần thì nó sung điện nó cứ rung 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 nó kêu rồi hãy ra cúng bái 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 gỡ hai cục đó đi cất đi xài chỗ khác hết kêu tôi cũng thử thành công nó mân nhờ mà về sau mua cam thoại không ai bán hết người ta có lời thề với nhau người ta không bán trừ ra người nhà cho nên ai mua được hôm nào cho tôi xin một, một chỉ thôi, cam thoại. Cam thảo tôi mua được, tôi xuống city này tôi mua được mà cam thoại nó không bán. Tôi có đi hỏi rồi đó, họ nói mua làm gì? Họ không bán. Hè, à, cũng vui ha, cho nên đâu phải ma quái gì đâu. Quý vị về làm cái cửa của cha Sơn kêu cạch cạch chơi cho vui. <laughs> rồi mình đi trừ, điều kiện là trừ là cái một nải chuối thôi. <laughs> <laughs> học đi rồi làm mà đều muốn được đồ vậy thôi à ơi, như người cha trong đó, con về mây mù mưa giông hơi nào nề gió cây đắng nghe trời chúa mừng vui ôm con vui mừng hôn con chúa con chẳng xứng như chúa ước mong đi qua những thăng trầm về cùng chúa sau lỗi lầm xưa về cùng chúa